Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Anh lớp 3 trên trang web olm.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài tiếp theo của unit 3 với tên gọi là Let's find mom. Trong bài học trước, cô đã dạy cho chúng mình từ vựng về các thành viên trong gia đình cũng như cách phát âm hai âm tiết đó là âm e eh. và âm bây giờ chúng mình hãy cùng nhau ôn tập lại các kiến thức đã học thông qua các câu hỏi sau chúc mừng các con đã trả lời rất chính xác bây giờ cô cho chúng ta sẽ cùng nhau học các cấu trúc ngữ pháp của buổi học ngày hôm nay trước tiên cô sẽ dạy cho các con ba từ chỉ quan hệ sở hữu trong bức hình đầu tiên, chú chó Mick đang hào hứng chơi với quả bóng nhiều màu sắc của nó. Bạn Hòa chỉ tay về phía quả bóng và nói It's ball. Quả bóng của nó. Vậy từ nay, khi các con muốn giới thiệu một thứ thuộc sở hữu của một vật nào đó, các con hãy dùng từ it's cộng với tên của đồ vật được sở hữu. Trong trường hợp này, Chúng ta muốn nhắc đến quả bóng, vậy chúng ta sẽ có từ ball. Các con nhớ từ it's tương ứng với cách diễn đạt của nó trong tiếng Việt. Trong bức tranh thứ hai, bạn Hoa và bạn Lan đang cùng chia sẻ chung một quả bóng. Vậy quả bóng này thuộc quyền sở hữu chung của cả bạn Hoa và bạn Lan. Bạn Hoa chỉ tay vào quả bóng và nói: Our ball. Quả bóng của chúng mình. Vậy từ nay, khi các con muốn nói một vật nào đó thuộc sở hữu của hai người trở lên, trong đó có bao gồm cả người nói, các con hãy sử dụng từ our cộng với tên của đồ vật được sở hữu. Các con nhớ, từ our sẽ tương ứng với cách diễn đạt của chúng tớ, của bọn mình và của chúng tôi ở trong tiếng Việt. Trong bức tranh thứ ba, các con có thể thấy quả bóng thuộc sự sở hữu của hai người, đó là bạn Minh và bạn Lan, nhưng lại không thuộc sở hữu của bạn Hoa. Vậy theo các con, bạn Hoa có dùng từ our như ở bức tranh thứ hai không? À, không. Bạn Hoa đã chỉ tay vào quả bóng và nói Their ball quả bóng của họ các con hãy lưu ý phân biệt từ there và từ our trong hai bức tranh thứ hai và thứ ba cả hai từ này đều chỉ quan hệ sở hữu của hai người trở lên nhưng từ our sẽ được dùng nếu vật được sở hữu cũng là của người nói do đó từ our sẽ tương ứng với cách nói của chúng tôi trong tiếng việt tuy nhiên nếu vật được sở hữu không phải là của người nói trong trường hợp này quả bóng này không thuộc sự sở hữu của bạn hoa vậy nên chúng ta sẽ không được dùng từ our mà chúng ta sẽ phải dùng từ there cộng với tên đồ vật ở đằng sau các con lưu ý từ there sẽ tương ứng với cách diễn đạt của họ ở trong tiếng việt các con hãy lắng nghe và đọc thật to rõ ràng theo cô lại ba ví dụ này It's ball Our ball Their ball Các con đã hiểu và biết cách phân biệt ba từ chỉ sự sở hữu này chưa? Chúng mình hãy cùng nhau làm một số câu hỏi luyện tập sau. Chúc mừng các con đã trả lời rất chính xác. Trong phần tiếp theo Cô sẽ dạy cho chúng mình ba từ chỉ vị trí cũng như cách hỏi và trả lời về vị trí. Ở trong bức tranh đầu tiên, chú mèo đang nằm ở bên dưới chiếc hộp. Để chỉ vị trí ở bên dưới, chúng ta có từ under. Trong bức tranh tiếp theo, có một chú mèo đang ngủ ngon lành ở bên trên chiếc hộp. Để chỉ vị trí ở bên trên, chúng ta sẽ có từ On trong bức tranh cuối cùng có một chú mèo màu xám tinh nghịch đang nằm ở bên trong chiếc hộp để chỉ vị trí bên trong chúng ta sẽ có từ in các con hãy cùng lắng nghe và đọc thật to rõ ràng ba giới từ chỉ vị trí này theo cô under on in để ghi nhớ tốt hơn các từ chỉ vị trí mà cô vừa mới dạy. Các con hãy cùng cô trả lời các câu hỏi sau. Các con đã trả lời rất chính xác. Bây giờ mời các con chú ý xem tình huống sau đây. Hai bạn Hoa và Minh đang đi dạo ở trong vườn. Bạn Hoa không nhìn thấy chú mèo con của mình ở đâu cả, bèn lo lắng hỏi Minh. Where is our cat? Bạn mình trông thấy chú mèo con đang trốn ở dưới gốc cây. Ben trả lời. Our cat is under the tree. Các con còn nhớ khi không thấy chú mèo con ở đâu, bạn Hoa đã hỏi như thế nào không? À, bạn Hoa đã sử dụng cấu trúc where is cộng với tên của vật mà chúng ta muốn hỏi vị trí. Trong trường hợp này, bạn ấy muốn hỏi vị trí của chú mèo. Our cat. Vậy chúng ta sẽ được cả câu là Where is our cat? Các con còn nhớ bạn mình đã trả lời bạn Hoa như thế nào không? À, đúng rồi, bạn mình đã trả lời Our cat is under the tree. Các con lưu ý từ under mà cô đã in xanh ở đây chính là từ chỉ vị trí ở bên dưới mà cô đã dạy cho các con trong phần trước. Các con hãy cùng đọc lại theo cô câu trả lời của bạn Minh nhé. Our cat is under the tree. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe thật kỹ và đọc to rõ ràng theo cô ví dụ này. Where is our cat? Our cat is under the tree. Để ghi nhớ tốt hơn cấu trúc câu hỏi mà cô đã dạy, chúng mình hãy cùng nhau làm các câu hỏi luyện tập sau. Chúc mừng các con đã có những câu trả lời rất chính xác. Cô khen tất cả chúng mình. Good job. Bây giờ cô sẽ tóm tắt lại nội dung bài học của ngày hôm nay. Đầu tiên, cô đã dạy cho chúng mình ba từ chỉ sự sở hữu, đó là của chúng mình, our, của họ, their và của nó, its. Bên cạnh đó, cô cũng đã giới thiệu cho các con cấu trúc để hỏi vị trí của vật. Where is? Cũng như ba từ vựng chỉ vị trí: ở trong in, ở trên on và ở dưới under. Vậy là buổi học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Về nhà các con nhớ ôn tập lại các kiến thức mà cô đã dạy cho chúng mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các buổi học tiếp theo.